Bạn ơi hãy nắm tay và nghe tôi kể này, một nơi với những câu chuyện của trái tim. Đặt vào đó thân yêu ước mơ, thật nhiều ước muốn hy vọng. Tình yêu đẹp tươi sẽ cho ta niềm tin. Cùng bạn tôi đến gieo mầm xanh, tỏa bóng mát tâm. Người mẹ luôn thích cằn nhằn. Có một lần đứa con trai không nhịn được nữa, liền lớn tiếng cãi lại mẹ. Người mẹ giận đến tím mặt. Em đừng buồn nữa, để anh lựa lời nói với con. Nó vẫn còn quá trẻ để học được cách kiềm chế bản thân. Một ngày nọ, bữa nay có vẻ mát mẻ và quang đãng. Ba con mình ăn sáng xong đi dạo một chút nha. Dạ thưa ba. Lạ quá. Sao ba không nói gì với mình cả? Hay là ba vẫn còn giận mình khi cãi lại mẹ hôm bữa? Đợi một lát khi đi vào rồi, cậu hãy nhớ giữ thể diện cho người phụ nữ của tôi đó nha. Lần đầu tiên mình thấy ba lấy khẩu khí của người anh em nói chuyện với mình. Ba thiệt tâm lý. Con hiểu rồi thưa ba. Con hứa từ nay sẽ không làm người phụ nữ của ba buồn nữa. Tôi nhớ một lần, khi tôi ngang bướng cãi lại mẹ, ba tôi vào phòng lấy một mảnh giấy, nghiêm khắc nói với tôi: hãy chọn ra bất kỳ một việc nào dưới đây, sau khi làm được, anh có thể cãi mẹ. Còn nếu không làm nổi mà cãi mẹ thì mời anh ra khỏi nhà tôi. Liên tục trong 3 tháng, mỗi lần ăn xong một bữa cơm đều sẽ phải ói ra. Đầu vú bị người khác cắn đến rách da mấy chục ngày trời. Mang một trái bóng rổ trong bụng gần 10 tháng. Bị roi da đánh đập gần 4 tiếng. 10 tháng không thể uống nước lạnh, cà phê, trà. 5 tháng không thể trở mình khi ngủ. 10 tháng không thể đi chơi xa, không thể tự do chạy nhảy. 10 tháng không được mắc bệnh, nếu có thì bị bệnh cũng không được uống thuốc. Buổi tối khi ngủ, cứ khoảng 2 tiếng thì thức dậy một lần, tinh thần minh mẫn 30 phút, cứ thế kéo dài suốt 1 tháng. Tôi cầm mảnh giấy đọc và thấy vô cùng chấn động. Tôi đã hiểu ra, người làm mẹ thật sự phi thường và vĩ đại. Tôi giữ tờ giấy đó trong bóp của mình, cùng với tấm hình ba mẹ. Mỗi khi muốn cáu giận mẹ, tôi lại lấy nó ra, đọc lại lần nữa, và lần nào tôi cũng khóc. Các đấng mày râu thân mến, nếu như bạn thật sự yêu thương, trân quý vợ hay bạn gái của mình, hãy nhớ lấy câu này là đã đủ rồi. Vợ là để yêu thương, vậy nên dù có ngàn vạn điều sai đều là lỗi của ta cả. Có gì không phục nào? Ai bảo anh lúc đầu đã theo đuổi người ta? Đối với con cái mà nói, người cha thương yêu mẹ hiển nhiên cũng sẽ là người cha tốt nhất trên thế gian này. Nhìn thấy người cha thương yêu mẹ, con trẻ sẽ cảm giác sự an toàn, vững vàng và tin cậy. Cuộc sống của trẻ sẽ được xây dựng trên nền tảng của tình yêu thương, sự thủy chung, bảo vệ, che chở. Con sẽ ý thức được người mà con cần trở thành để có một gia đình thực sự hạnh phúc.